Cẩm Yến, Phương Thảo, xin kính chào quý khán thính giả của Việt Catholic. Hòa chung với niềm vui hân hoan của giáo hội Hoàn Vũ và cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã cho chúng ta một vị tân giáo hoàng. Vâng, xin chào chị Phương Thảo, chào cha Quảng, chào chị Cẩm Yến và xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Việt Catholic. Và xin kính chào đức cha, chào Phương Thảo và Cẩm Yến và chào tất cả quý khán thính giả của Đài Việt Catholic. Việt Catholic xin gửi đến quý vị cuộc đàm thoại của Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Lâm, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne và Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu về tân giáo hoàng Francisco. Thưa Đức Cha, cảm tưởng của Đức Cha như thế nào khi nghe tin Đức Hồng Y Bergoglio của Argentina được bầu chọn làm tân giáo hoàng ạ? Vâng, thưa chị Phương Thảo, thưa quý khán giả của Việt Catholic, tôi rất là vui mừng và lạc quan khi hay tin tân giáo hoàng gọi là Francisco được chọn trong mật viện vừa qua. Sáng nay tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để theo dõi tin tức, và khi vị Hồng Y ra công bố cho toàn thể thế giới Habemus Papam, có nghĩa là chúng ta đã có giáo hoàng, thì tôi có cảm tưởng là mình đang sống trong giây phút rất là lịch sử trong giáo hội. Thưa chị Phương Thảo và thưa quý thính giả của Đài Việt Catholic. Và thưa cha Quảng, cảm tưởng của cha thế nào khi nghe tin Đức Hồng Y Bergoglio của Argentina được bầu chọn làm Đức Giáo Hoàng ạ? Tôi thì sáng nay ngủ hơi dậy trễ chút, nên là khoảng gần 7 giờ tôi thức giấc và nghe rằng có một vị Hồng Y của Á Căn Đình được bầu chọn làm Giáo Hoàng. Thì tôi có cái cũng hòa chung cái niềm vui của giáo hội và tất cả người Kitô hữu, vì mình có một vị tân giáo hoàng để lèo lái giáo hội. Nhưng mà tôi ngỡ ngàng một điều, đó là bởi vì mình theo dõi các cái tin tức của mấy ngày qua đó, thì người ta đồn đoán là vị Hồng Y này, Hồng Y kia sẽ lên làm giáo hoàng. Trong lúc đó Đức Hồng Y Giorgio thì không có trong danh sách. Vì thế nên tôi mới cũng thầm nghĩ trong lòng của mình á, là cái hoạt động của Chúa Thánh Thần, tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, đó là một cái sự ngạc nhiên. Và đó là cái niềm tin mà tôi cũng thấy ngỡ ngàng. Nhưng mà tôi thấy rằng sức tác động của Chúa Thánh Thần cho chúng ta có một vị tân giáo hoàng mới này. Và cũng như Đức Cha Vincent vừa nói đó, là mình đặt tất cả cái niềm tin vào sự dìu dắt và hướng dẫn của vị tân giáo hoàng mới Francisco này. Dạ thưa cha, vậy xin cha cho biết về thân thế và sự nghiệp của vị tân giáo hoàng ạ. Đức tân giáo hoàng Francisco đệ nhất này đó, ngài sinh trưởng trong một gia đình công nhân. Cha của ngài là người Ý và di dân qua Á Căn Đình. Ngài ở trong một gia đình có 5 người con. Và khi mà sau thời gian trung học và đại học thì ngài có gia nhập dòng tên, dòng Chúa Giêsu. Rồi ngài được gửi đi học, ngài có tiến sĩ của thần học. Rồi sau đó ngài trở về, có một thời gian ngài đã làm giám tỉnh của dòng tên tại Á Căn Đình. Và sau khi ngài được bổ nhiệm làm giám mục, rồi được tôn vinh, vinh thăng lên Hồng Y cùng ngày với Đức Hồng Y tôi tớ Francisco Nguyễn Văn Thuận. Cho nên là ngài xuất thân từ trong một cái gia đình công nhân, cho nên là cả cái cuộc đời của ngài ấy, luôn luôn là yêu thương người công nhân, yêu thương những người nghèo và bảo vệ những sự chống lại những sự bất công của xã hội và cái sự đàn áp của người giàu, người nghèo vân vân trong cuộc sống của ngài. Dạ vâng thưa cha, xin cha cũng cho chúng con biết mục đích của Đức tân giáo hoàng đã chọn tước hiệu Francisco ạ. Tôi nghĩ rằng việc ngài chọn chủ đề hoặc là tước hiệu của ngài là Francisco có lẽ gửi đến cho thế giới một cái sứ điệp, bởi vì chính cái cuộc đời của ngài đó là sống rất là bình dân và có thể sống nghèo nữa. Trong cái thời, ngay cả thời gian mà ngài được tôn vinh làm Hồng Y của giáo phận
Buenos Aires ở Argentina ấy, thì ngài không ở trong tòa giám mục mà ngài ở trong một cái apartment, một cái flat rất là đơn sơ, ngài tự nấu ăn lấy, rồi ngài thay vì lái xe đi làm việc thì ngài đi xe công cộng để nói lên cái sự bình dân, một cái sự cuộc sống khó nghèo, có lẽ trở về cái nguyên thủy Đức Giêsu Kitô khó nghèo, và đồng thời giáo hội của những người nghèo. Và tôi nghĩ rằng đó có lẽ là ẩm ý của ngài khi ngài chọn vị thánh Francisco khó khăn là tước hiệu của vị giáo hoàng của ngài. Dạ thưa Đức Cha, anh là một tu sĩ của dòng thánh Francisco. Đức Cha có ấn tượng gì khi nghe tin vị tân giáo hoàng là một trở lại chọn danh hiệu Francisco đệ nhất ạ? Thưa chị Phương Thảo và thưa quý thính giả của Việt Catholic, tôi rất là vui và hãnh diện là mình là người theo cha thánh Francisco, mà giờ đây vị tân giáo hoàng đã chọn cái tên của ngài, cũng như là cha Quảng vừa chia sẻ, một phần nào đó nói lên cái chương trình, cái dự định, cái lãnh đạo của đời giáo hoàng của ngài qua cái danh xưng, cũng giống như là đức tiền nhiệm, tức là Benedicto thứ 16, thì ngài chọn tên thánh Benedicto bởi vì thánh Benedicto là bổn mạng của châu Âu, mà cái sứ mạng giáo hoàng của giáo hoàng Benedicto muốn nhấn mạnh về cái vai trò của châu Âu đã bị tục hóa rất nhiều, thành ra là ngài dùng thánh Benedicto bổn mạng của Âu Châu để mà một cái nào đó tái phúc âm hóa cái xã hội đã bị tục hóa ở Âu Châu. Còn vị giáo hoàng này chọn tên là Francisco là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hoàng là có một vị giáo hoàng chọn cái tên đó, và tôi nghĩ nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, bởi vì như là cha Quảng cũng chia sẻ là thứ nhất là thánh Francisco nổi tiếng về cái đời sống đơn sơ khó nghèo, ngài không phải là linh mục, ngài cuối đời thì ngài mới làm cái chức phó tế thôi, nhưng mà của cả cuộc đời làm tu sĩ của ngài thì ngài chỉ là một cái người gọi là siêu huynh thôi, tức là ngài một cái người sống cái đời sống nghèo hèn khiêm hạ. Và có một cái mấu chuyện rất là quan trọng của thánh Francisco, đó là khi mà ngài ở tù đi ra, ngài đi hồi đó các cái tỉnh trong nước Ý thường là hay gây chiến với nhau, thì cái thành phố Assisi và thành phố Perugia gần đó gây chiến với nhau, và cái thành phố hay cái quân đội của ngài thua, thành ra bị giam ở Perugia một thời gian, và sau khi ở tù ra về thì thất vọng, và ngài đi ngang qua một cái nhà nguyện mà rất là hoang tàn đổ nát, và ngài vào đó cầu nguyện, thì cái Đức Chúa Giêsu trên thánh giá cũng giống như thánh giá này đã nói rằng Francisco, người hãy đi và sửa lại căn nhà, xây lại căn nhà của ta nó đang đổ nát. Thì Francisco nghĩ rằng đó là lời Chúa nói mình phải sửa lại cái ngôi nhà nguyện đó, thành ra ngài kiếm gạch rồi kiếm những cái vật dụng xây cất để mà xây lại cái nhà nguyện đó. Nhưng mà về sau ngài mới hiểu rằng cái lời Chúa phán với ngài từ trên cây thập giá không phải là xây lại cái căn nhà bằng vật liệu, nhưng mà xây lại căn nhà của giáo hội. Thì tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn mà giáo hội đang gặp phải đây thì có một góc cạnh nào đó cái căn nhà của giáo hội cũng bị đổ nát, hiểu theo nhiều nghĩa, chẳng hạn như là chúng ta thấy nhất là trong nước Úc hay là nước Mỹ, các nước tân tiến thì người ta không có chú trọng tới đời sống đức tin nữa, số người đi lễ sụt giảm, rồi cái niềm tin người công giáo cũng sụt giảm, rồi ơn kêu gọi cũng thế, thành ra là xây lại cái căn nhà của giáo hội. Thì tôi nghĩ rằng đó là một trong cái lý do mà ngài chọn cái danh hiệu đó, vừa là nói lên cái tinh thần thần đơn sơ, hòa đồng với cái người thấp bé nhất trong xã hội, vừa là
xây lại cái căn nhà của giáo hội trên cái căn bản phúc âm đơn sơ và nghèo hèn và phục vụ dấn thân như Đức Kitô. Vâng, xin Đức Cha cho khán giả của Việt Catholic hiểu rõ vài nét chính yếu về tinh thần và ơn đoàn sủng của Thánh Francisco và tinh thần đó ảnh hưởng thế nào đến cho giáo hội và thế giới trong những thế kỷ vừa qua. Vâng, thưa cảm ơn chị Cảm Biến. Vâng, thưa quý thính giả Việt Catholic, thì trong giáo hội Công giáo chúng ta có rất nhiều dòng tu như Cha Quảng đây là dòng Don Bosco hay là dòng Salesian. Thì theo cái tinh thần của Đấng Thánh sáng lập thì đặc biệt hướng tới việc giáo dục, đặc biệt hướng tới giới trẻ. Rồi các dòng khác như là dòng Đồng Đức hay là Benedicto thì chú trọng với đời sống cầu nguyện, cần lao. Dòng Francisco thì nhấn mạnh tới cái khía cạnh là sống đơn sơ và sống khó nghèo. Và từ khi mà được sáng lập thì Thánh Francisco đã muốn là giáo hội phải đồng hóa với những người nghèo khổ và thấp hèn. Thành ra ngài đã chọn một cái nơi giống như một cái lều để cho anh em ở đó làm một cái nơi tá túc mà không có nhấn mạnh được những cái yếu tố về vật chất, hay là ngài lưu tới những cái người hồi đó, những người người phong cùi, là những người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài đã cùng với các anh em để phục vụ những người phong cùi. Thì cái tinh thần hay là cái đoàn sủng của Phan Sinh thì nhấn mạnh về cái tinh thần phục vụ, hiến thân trong khiêm hạ, giống như Đức Kitô đã biểu hiện cái điều đó trong suốt cuộc đời của ngài, nhưng mà đặc biệt trong cái bữa tiệc ly khi ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Thì cái biểu hiện đó hay là cái thái độ phục vụ đó nó cũng là cái ơn đoàn sủng chính của dòng Francisco của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng vị Tân Giáo Hoàng mà chúng ta mới có được ngày hôm nay sẽ đem cái tinh thần đó, hay là đem cái sự phục vụ trong thân lặng, trong khiêm tốn đó để đánh dấu cái sứ mạng giáo hoàng của ngài. Dạ, thưa Đức Cha, có tín hiệu gì từ vị Tân Giáo Hoàng cho thấy sự khác biệt so với các vị tiền nhiệm? Và Đức Cha có nghĩ rằng là sẽ có những thay đổi gì cho giáo hội Hoàn Vũ không ạ? Dạ, tôi nghĩ rằng mỗi giáo hoàng Chúa chọn thì đều có những cái đóng góp đặc biệt hay là đặc thù trong cái sứ mạng của mình. Thành thử mình không thể nói rằng Đức Giáo Hoàng này thì hay hơn Đức Giáo Hoàng kia. Tôi nghĩ rằng cái điều đó thì để cho lịch sử trả lời. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy rằng tân Giáo Hoàng của chúng ta sẽ đem cho chúng ta một cái nhìn khác, một cái như là Cha Quảng mới chia sẻ về cái cách sống của ngài, cách sống đơn sơ của ngài, đi xe công cộng hay là ở cái nhà trong apartment thay vì ở cái palace hay là trong cái cung điện của một vị hồng y giáo chủ của một nước như vậy, hay là ngài đi shop, ngài nấu ăn một mình. Thì cái đó là cái đó là một trong cái tín hiệu nói lên cái con người và cách sống của ngài, cũng giống như là khi mà ngài ra cái balcony để mà chào giáo dân trong quảng trường Thánh Phêrô hồi sáng nay, thì ngài đã mặc cái áo trắng đơn sơ của một vị giáo hoàng, không có mang theo những cái gọi là cẩm phục của một vị giáo hoàng như là các vị tiền nhiệm khác. Khi mà ngài yêu cầu giáo dân hay xin giáo dân trong cổng trường Thánh Phêrô cầu nguyện với ngài và cho ngài trong cái sứ mạng mới mà ngài đã nhận, thì ngài đã quỳ gối xuống trước đám đông như vậy
để mà lãnh nhận cái lời chúc lành và cái sự cầu nguyện của các tín hữu. Thì tôi thấy đó là một cái tín hiệu rất là đặc biệt, và có thể nói nó là một cái cánh cửa để nhìn vào cái con người cũng như cái cung cách phục vụ của Ngài trong tương lai. Và điều này dưới một cái lăng kính Francisco thì tôi rất là lạc quan và rất là hy vọng là cuộc đời sứ mạng của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ mang một cái sự canh tân, một cái luồng gió mới cho giáo hội. Thưa cha, Đức Tin Giáo Hoàng Francisco đệ nhất được mệnh danh là hồng y của người nghèo, chống lại bất công xã hội. Và thưa cha, Tân Giáo Hoàng Francisco có mối dây liên hệ gì với Giáo hội Công giáo Việt Nam không ạ? Và sẽ có ảnh hưởng như thế nào trên quê hương Việt Nam thân yêu, nơi đầy dẫy những bất công và thiếu nhân quyền? Dạ, tôi có tìm hiểu lại cái quá trình hồng y của Ngài đó, thì thấy có một cái liên hệ, nghĩa là Ngài lãnh cái thiên chức hồng y cùng ngày với cố hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Và tôi nghĩ đó là một cái mối dây, và chắc chắn là trong cái thời gian mà Ngài làm hồng y đó thì chắc cũng có nhiều cái trao đổi với Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, bởi vì Đức Cố Hồng Y đã là chủ tịch của Công lý Hòa Bình đó. Và Đức Hồng Y và Đức Tân Giáo Hoàng khi thời gian là Ngài còn là Hồng Y, Ngài cũng đã bảo vệ cho nhân quyền, bảo chống lại những cái bạo lực bất công, Ngài đứng về phía những người nghèo đó. Và Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long vừa có đề cập đến cái cuộc sống đơn sơ và nghèo của Ngài đó sẽ thổi vào trong giáo hội một cái luồng khí mới về giáo hội của người nghèo, đứng về phía người nghèo. Và tôi thiết nghĩ cái triều đại giáo hoàng của Ngài sẽ có ảnh hưởng trên toàn thế giới, và đặc biệt là trên quê hương thân yêu của chúng ta, nơi đầy dẫy những cái bất công và những cái chèn ép thiếu nhân quyền, thiếu sự tự do, không có được tôn trọng quyền tư hữu của cá nhân, của nhân dân cũng như của giáo hội vân vân. Thì tôi nghĩ và tôi cũng hy vọng một cái chiều hướng tương lai, khi mà cái luồng khí mới mà do vị Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất này sẽ đưa vào cho giáo hội, thì sẽ ảnh hưởng cho giáo hội Việt Nam và đặc biệt cho quê hương thân yêu của chúng ta, hy vọng rằng cũng sẽ được thắp sáng một cái sự công lý, cái nhân quyền, cái sự tự do nhân quyền và tôn trọng cái quyền tư hữu tại quê hương thân yêu của chúng ta. Dạ, thưa cha, khi con theo dõi tin tức trong những ngày qua đó, và với kết quả của bầu cử ngày hôm nay, thì con thấy là dư luận thì cũng đã đoán đúng một phần về vị Tân Giáo Hoàng là sẽ đến từ châu Mỹ Latin. Tuy vậy thì đây cũng là một sự lựa chọn bất ngờ, vì trước cuộc bầu cử thì dư luận đã không đề cập đến Đức Hồng Y Bergoglio. Con thấy vậy tác động của Chúa Thánh Thần luôn là một sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng cho trần thế chúng ta. Thưa cha, vậy tại sao dư luận lại đoán là vị Tân Giáo Hoàng sẽ đến từ châu Mỹ Latin ạ? Dạ, cảm ơn Phương Thảo và thưa quý khán thính giả. Thì trong giáo hội, như Đức cha Vincent cũng vừa nói, Đức tiền nhiệm Benedicto muốn đưa cái luồng khí mới và canh tân và làm hồi sinh giáo hội tại Âu Châu. Thì trong cái thời gian vừa qua, nó theo cái sĩ số của công giáo toàn cầu thì Á Châu chúng ta chiếm khoảng 11%, công giáo Phi Châu chiếm khoảng 12%, và châu Mỹ và đặc biệt là châu Mỹ Latin chiếm 49% những người công giáo toàn cầu ở nơi đó, rồi Âu Châu khoảng 20%, rồi Úc Châu và Đại Dương Châu này khoảng 1% thôi. Và 49% cái lực lượng khối công giáo rất lớn tại châu Mỹ Latin và đặc biệt là ở châu Mỹ, trong với cái đà trào lưu tục hóa ngày hôm nay đó, cũng có nhiều người công giáo nhưng chỉ mang tên công giáo thôi,
Cho nên rằng có lẽ các Hồng Y đã muốn rằng phải có một vị giáo hoàng xuất thân từ châu Mỹ Latin để củng cố lại cái niềm tin cho giáo hội tại cái địa phương này, và qua cái giáo hội địa phương này sẽ dấy lên cái sức sống cho giáo hội toàn cầu. Và tôi nghĩ đó là cái mục đích hoặc là cái chiều hướng của các Hồng Y đã bầu chọn Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất này. Dạ thưa Đức Cha, trong thời gian bầu cử đã có những vị Hồng Y sáng giá mà các báo chí đã đề cập đến, nhưng các vị ấy không được trúng cử. Vậy không biết các vị ấy như thế nào ạ? À, chào chị Cẩm Yến và thưa quý thính giả của Việt Catholic. Vâng, thì trong một cuộc đua ngựa thì chỉ có một con được về nhất, về thắng. Thành ra trong cái mật viện bầu giáo hoàng này thì cũng chỉ có một vị mà được. Và trước sự ngạc nhiên của chúng ta và rất là nhiều người, thì một vị giáo hoàng đầu tiên hơn 1.000 năm xuất thân từ nước không phải là Âu Châu. Thành ra đó là một cái sự chọn lựa rất là lý thú. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng biết là tên Đức Giáo Hoàng theo tiếng Latin Pontifex có nghĩa là một cái cầu. Một cái cầu, bởi vì giáo hoàng là một cái vị liên kết ở giữa các giáo hội địa phương trong một cái sợi dây bác ái, mà chính Đức Giáo Hoàng đã dùng những cái lời này nói khi mà Ngài nói với các người tín hữu tụ tập tại công trường Thánh Phêrô. Thành ra là đặc biệt là vị giáo hoàng này, mặc dù rằng Ngài sinh ra tại chúng Latin như là cha Quảng vừa mới chia sẻ từ Argentina, nhưng mà cha mẹ Ngài người Ý từ Âu Châu. Thành ra Ngài một cách nào đó Ngài là cái cầu nối giữa cái châu Âu và châu Mỹ Latin, cũng như là bởi vì chính Ngài đã sống và lớn lên chứng kiến cái cảnh bất công trong xã hội, và chính Ngài cũng đã nhập cuộc để mà tranh đấu cho những người vị là nạn nhân của sự bất công. Tôi có dịp tới Á Căn Đình cách đây 2 năm 3 năm, và tôi cũng đã đi tới những cái gọi là nhà ổ chuột chung quanh cái thủ đô Buenos Aires của Đức Tân Giáo Hoàng của chúng ta, thì tôi cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm trạng của vị Tân Giáo Hoàng trước cái sự bất công trong xã hội Argentina, hay là cái sự khác biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo. Và chính vì đó Ngài cũng đã sẽ là một cái cầu nối với chúng ta, là những cái người đã từng trải qua hay đang trải qua những cái bất công trong xã hội, nhất là tại Việt Nam của chúng ta. Vâng, lại trở lại câu hỏi của chị Cẩm Yến, thì tôi nghĩ rằng mặc dù rằng các Hồng Y khác không được chọn làm giáo hoàng, nhưng mà tất cả đều là phục vụ cho giáo hội. Tất cả mọi người đều là đứng xung quanh vị Tân Giáo Hoàng để nâng đỡ Ngài, để cầu nguyện cho Ngài, để hợp tác với Ngài trong cái việc mà điều hành cái con tàu giáo hội. Thành ra tôi nghĩ rằng cái sự kiện mà các Hồng Y khác không được trúng cử thì các Ngài sẽ tiếp tục những cái vai trò hay là trong cái sứ mạng mà các Ngài sẽ được trao ban để mà tiếp tục phục vụ giáo hội. Dạ, thưa như cha và Đức Cha đã chia sẻ với chúng con về bản chất khiêm tốn rất nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng liệu bản chất này có đủ để đảm trách với chức vụ giáo hoàng không ạ? Tôi nghĩ rằng giống như là trong đạo đức học hay là trong linh đạo, thì chúng ta biết rằng cái đức khiêm nhường nó là cái foundation,
nó là cái viên gạch đầu tiên để mà chúng ta xây dựng cái đạo đức của con người. Nếu một con người nào mà dù anh có hay chị có tất cả những cái đức tính khác, nhưng mà anh chị không có đức khiêm nhường, thì giống như chúng ta xây một cái nhà mà không có một cái nền tảng vững chắc vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái sự khiêm nhường của bất cứ ai, nhưng mà đặc biệt của vị giáo hoàng, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn trên cung cách hay là cái thái độ của ngài. Và tôi nghĩ rằng giáo hội ngày nay cần một vị giáo hoàng có sự khiêm tốn, có một cái sự mở rộng để đối thoại với tất cả những cái luồng tư tưởng, và đặc biệt là những cái vấn nạn trong trong giáo hội cũng như là trong xã hội. Chúng ta cần cái sự khiêm tốn của Đức Kitô để rao giảng lời Chúa. Một trong những cái câu nói của Thánh Phanxicô mà tôi rất là tâm đắc, đó là hãy rao giảng tin mừng cho người khác, nhưng chỉ khi dùng lời nói khi nào cần thiết thôi. Use words when necessary, tức là ngoài ra thì chúng ta dùng bằng cái hành động, bằng cái thái độ sống của chúng ta. Thì sáng nay tôi thấy điều đó, bởi vì ngài nói rất ít, Đức Tân Giáo Hoàng chúng ta ra nói không có nhiều lắm, ngài nói rất ít, nhưng mà cái thái độ của ngài, những cái tín hiệu qua cái thái độ đó, qua cái cử chỉ đó, đã cho tôi một cái niềm hy vọng rất là lớn, một cái niềm lạc quan rất là lớn, là quả thật đây là một cái bước ngoặt trong lịch sử giáo hội, và một cái vị giáo hoàng đã chọn một cái thái độ, một cái cung cách trong một cái sứ mạng mới của ngài để đưa giáo hội qua cái bước ngoặt lịch sử đó. Thưa cha, trong quá khứ dư luận đã cho Đức Hồng Y Bergoglio có khuynh hướng là bảo thủ và anti-Vatican. Ví dụ như ngài đã nói với giáo dân của ngài đừng đi hành hương Roma làm gì. Vậy cha có chia sẻ gì về chuyện này không ạ? Dạ, tôi thiết nghĩ trong cái như Đức cha Vincent có nhấn mạnh á, là cái nếp sống và cái con người sống của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, ngài sống một đời sống rất là bình dị và khó và nghèo, để giúp đỡ những người nghèo. Và vì vậy nên tôi nghĩ rằng với cái tình trạng sống của ngài, với cái lối sống của ngài, tôi nghĩ sẽ có một cái cuộc canh tân trong giáo triều, hoặc là canh tân những cái nghi thức để nó trở thành đơn sơ và trở thành gần gũi với giáo dân, với quảng đại quần chúng, hơn là chú trọng tới những cái lễ nghi rất là trang trọng. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái, có lẽ là một cái luồng gió mới sẽ đưa vào cái sự canh tân của giáo hội giáo triều Roma. Và chắc chắn rằng ngài không có nghĩa là như người ta thổi phồng nó là anti-Vatican, nghĩa là chống lại Vatican. Tôi không nghĩ là trong cái tình thế chống lại những cái gì giáo điều của Vatican, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngài không, cái cuộc sống của ngài nó, ngài thấy là không thích hợp với những cái gì, những cái nghi thức, những lễ nghi quá trang trọng và quá tốn kém. Cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi xem cái triều đại giáo hoàng của ngài, hoặc là các cái nghi lễ giáo hoàng và sau này á, trong thời gian sắp tới này sẽ được diễn ra như thế nào, để chúng ta thấy rằng đó là một cái luồng khí mới mà vị Tân Giáo Hoàng này sẽ đưa vào cho giáo hội, không chỉ tại Vatican mà có lẽ giáo hội hoàn vũ nữa. Tiếp theo lời của cha Quảng, thì tôi cũng nghĩ rằng cái danh từ hay cái cụm từ bảo thủ thì nhiều khi chúng ta hiểu nó hơi tiêu cực một chút, nhưng mà giáo hội phải giữ những cái truyền thống và những cái giá trị cơ bản. Thành ra không phải là bảo thủ có cái tính cách kêu là tiêu cực, nhưng là tôi nghĩ rằng dùng cái danh từ bảo trì thì có thể đúng hơn, bởi vì có những cái giá trị căn bản trong tín lý
hay là trong luân lý của giáo hội Công giáo thì chúng ta phải luôn trung thành và bằng mọi giá. Và chính vì thế, chẳng hạn như là khi Đức Tân Giáo Hoàng người ta nói về cái việc giống như là chống lại phá thai, hay là chống lại vấn đề hôn nhân đồng tính luyến ái, hay là vấn đề gọi là an tử hay trợ tử, thì những cái đó là những cái giá trị gọi là không có negotiable, tức là những cái giá trị căn bản của phúc âm của giáo hội. Thành ra là những cái vấn đề đó thì Đức Giáo Hoàng nào theo tôi nghĩ thì cũng phải bảo vệ và bảo trì những cái căn bản đó. Dạ thưa cha, vậy tòa thánh đã chọn ngày để đăng quang cho vị Tân Giáo Hoàng chưa? Dạ, theo công bố thì Đức Thánh Cha này nó sẽ được đăng quang vào ngày lễ Thánh Giuse ngay ngày thứ ba tuần tới vào ngày 19 tháng 3. Dạ, vâng, con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn đức cha. Vâng, tôi cũng xin được cảm ơn chị Cẩm Yến, chị Phương Thảo và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của Việt Catholic đã lắng nghe cha Quảng với tôi chia sẻ trong một cái ngày có lẽ là một ngày lịch sử trong giáo hội, lịch sử theo rất nhiều nghĩa, nhưng mà đặc biệt lịch sử vì một vị giáo hoàng được chọn từ thế giới thứ ba, một thế giới nghèo và nhiều bất công như là cái xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay, nhưng đồng thời lại mang lại chúng ta một cái hy vọng, bởi vì cái thái độ của ngài, nhất là về cái tinh thần sống phúc âm một cách triệt để của ngài, thì tôi nghĩ đó là niềm hy vọng cho giáo hội Hoàn Vũ, và đặc biệt là niềm hy vọng cho những người thấp cổ bé miệng sống trong những cái bất công xã hội như là tín hữu ở Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn Việt Catholic đã cho chúng tôi cơ hội chia sẻ này. Dạ vâng, một lần nữa chúng con xin cảm ơn Đức Cha và Cha Quảng đã chia sẻ những tâm tình trên cho khán thính giả của Việt Catholic. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình đặc biệt này.